Quá đẹp luôn này anh em ơi. BMW Đức mình bây giờ series 5 còn 2 mẫu nha. Đây nữa nè. 510. Em này là mẫu model 2011, model lên full model của 2022 luôn. Đó, còn em này là model 2009. Anh em nhìn cũng đẹp, rất đẹp không? Có 260 triệu. Ở đâu bán rẻ như em nữa bao luôn. Máy số còn riêng luôn nha, xe đếp chỉ số nha. Nút đề ABS, túi khí, cửa nóc, series 5, form dáng bự chà bá luôn. Chạy nhìn rất là hay. Có 260 triệu mà. Xe ngay chủ luôn chị nha. Rẻ hơn con Vios nữa mà anh em mình có con xe Đức chạy rất là sang luôn. Form dáng rất là đẹp. Đẹp không? Form dáng rất là to luôn. Rất là đẹp anh chị ha. Anh chị quan tâm mẫu này thì alo cho em mình 0866678971, 0834333371. Em cảm ơn rất là nhiều nha. Bây giờ thêm con BM nữa nè anh em. Có 200 hơn, màn hình mười mấy inch luôn. Màn hình bự như cái laptop. ABS túi khí quá trời luôn anh chị ha. Xe hơi dơ nè, cái trần hơi dơ tí xíu cho vệ sinh lại cửa nóc luôn nè. Ghế điện nhớ ghế ABS túi khí, số tự động có nấm chỉnh nhạc ha. Vô lăng rin luôn nè anh chị, đẹp lắm nè. Xe tuyệt vời luôn, có 200 hơn nè. Chạy cực kỳ sướng nha. Anh em có nhiều anh em không biết quay ra anh em nói so sánh Vios với City Civic, em ngồi em cười không? Mấy xe này anh em đâu so mấy xe đó được. Em này được ở xe Đức, giá hợp lý, quá hợp lý mà chạy cực kỳ sướng nè. Anh em mà quan tâm mẫu này thì alo cho em ha. Quá đã.